Ohayou gozaimasu và chào mừng tất cả mọi người lại quay trở về với cái kênh nhỏ này của tôi. Và ngày hôm nay trước mắt các bạn chính là một siêu phẩm đến từ nhà xuất bản trẻ Assassination Classroom, hay chúng ta còn biết đến một cái tên tiếng Việt rất là quen thuộc, Lớp Học Ám Sát. Và trước khi bắt đầu video clip này, tôi muốn hỏi các bạn mà ở tinh thành lẻ như tôi á, các bạn mua quyển truyện này có được tặng những cái huy hiệu không? Tôi thì mua cái quyển truyện này không có huy hiệu rồi đó, nên tôi không thể show cái phần quà huy hiệu từ nhà xuất bản trẻ cho các bạn xem được. Sơ lược về phần bìa thì mặt trước đây một màu vàng rất là đơn giản, cùng với hình mặt cười của Koro Sensei. Tiêu đề truyện Assassination Classroom. Tác giả của quyển truyện này tên là Yusei Matsui, phiên dịch bởi Ukatomai. Phần gáy truyện thì cũng như bao quyển truyện khác, chúng ta sẽ còn có thêm hình mặt cười của Koro Sensei ở đây nữa. Mặt sau của chúng ta sẽ gồm có một số đôi lời cho nội dung của episode 1 này, những cái họa tiết mặt cười của Koro Sensei. Và giá của quyển truyện này là 22.000 đồng, rẻ hơn 3.000 so với quyển Thanh Gươm Diệt Quỷ Kimetsu no Yaiba. Tháo phần bìa ra, tiểu bên tay trái của tôi thì vẫn là những cái họa tiết giống như cái phần mặt sau của cái phần bìa này thôi. Còn ở bên tay phải tôi là một số đôi lời của tác giả Yusei Matsui cùng với hình của nam chính Nagisa nằm ở trong bộ truyện này. Phần bìa bên trong đó các bạn thì nó có cái cấu trúc nó cũng tựa tựa như cái phần bìa rời của cái quyển Lớp Học Ám Sát thôi. Nhưng nó chỉ khác ở một cái chỗ rằng là cái này nói sao cho các bạn dễ hiểu ta. Giống như đây là nguyên cái hình cái đầu của Koro Sensei luôn. Còn nguyên cái phần background ngoài nó màu đen. Phần gáy truyện thì cũng không có gì thay đổi. Còn mặt sau thì chúng ta sẽ có một số cái lời nằm trong cái xúc tu tuyển tập. Về nội dung cốt truyện chắc các bạn có biết hết rồi ha. Thì câu chuyện kể về cái ông thầy này được cả lớp 3E đặt cho biệt danh là Koro Sensei. Cụ thể thì ông thầy này là một người ngoài hành tinh. Ông chính là thủ phạm đã phá hủy mặt trăng, khiến mặt trăng mất đi 70% diện tích. Và ông đã hứa rằng là vào tháng 3 năm sau, ông cũng sẽ hủy diệt luôn cả trái đất. Và trong khoảng thời gian từ thời điểm hiện tại của quyển truyện này cho đến tháng 3 năm sau thì tất cả học sinh lớp 3E phải làm một cách nào đó có thể giết chết được ông thầy này trước khi ổng hủy diệt cái trái đất. Và cũng trong khoảng thời gian đó thì đây, ông thầy mặt cười này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3E. Và Koro Sensei cũng chính là nhân vật mà tôi yêu thích nhất trong bộ truyện này, bởi cái tính hài hước cũng như là nói sao ta, nếu các bạn là dân vẽ giống như tôi á thì chắc các bạn cũng sẽ nhận ra ông thầy này cực kỳ là dễ vẽ luôn. Một cái hình tròn với một cái mặt cười. Về nét vẽ của bộ truyện thì tôi thấy cũng rất là ok các bạn ạ. Đánh giá cá nhân của tôi về đầu truyện này thì đây là một cái đầu truyện nó vừa hay lại vừa đáng đọc các bạn. Thứ nhất là đây là một cái câu chuyện về học đường rất là hay và hài hước với một cái cốt truyện rất là đặc sắc. Và thứ hai là cái đầu truyện này nó còn phản ánh một số cái vấn nạn ở trong học đường nữa. Trong đó gồm có bạo lực học đường và một trong những cái tệ nạn phải gọi là dai dẳng luôn ở trong cái bộ truyện này, đó chính là kỳ thị trong học đường. Đây, nhìn vào cái hình trước mắt các bạn cũng có thể thấy rõ. Một bên là dành cho học sinh bình thường học, còn một bên là dành cho học sinh cá biệt học. Cả thái độ của học sinh lớp khác cũng như là giáo viên đều cho rằng lớp E chỉ là một lũ cặn bã. Nếu các bạn đọc cuốn truyện này rồi, chắc các bạn cũng thấy rõ luôn là lớp E họ cũng như bao học sinh khác rất là hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, cũng đâu có xấu gì đâu. Mặc dù cũng có một vài thành phần cá biệt thật, mà chỉ vì điểm số của họ thấp hơn so với mức tiêu chuẩn của trường nên họ bị đầy xuống một lớp cá biệt. Thậm chí tới bạn bè sẽ sẵn sàng cắt đứt liên lạc với bạn nếu bạn bị chuyển xuống lớp E. Sống trong một cái môi trường học tập bị kỳ thị và phân biệt đối xử mà có thể hạnh phúc vui cười như thế này, tất cả đều là nhờ ông thầy bạch tuộc Koro Sensei. Cái điều mà tôi ấn tượng ở ông thầy Koro Sensei này là cách ổng chỉ bảo và uốn nắn học sinh. Bằng chứng các bạn có thể thấy rõ trong cái cuộc đối đầu giữa Akabane Kama với Koro Sensei. Từ một cậu học sinh làm được lạc lối, mất niềm tin vào chính giáo viên của mình, và cậu luôn mang trong mình một cái tư tưởng rằng giáo viên chỉ là những kẻ lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình, sẽ không bao giờ nghĩ cho học sinh của mình. Nhưng khi Koro Sensei cứu cậu khi cậu đang ngã xuống một cái bậc thẳm, cùng với một cái lời khuyên chân thành đến từ một cái ông thầy giáo bạch tuộc người ngoài hành tinh, do đó mà những suy nghĩ tiêu cực của cậu về giáo viên cũng như là Koro Sensei đã hoàn toàn tan biến. Nói chung thì đây là một cái đầu truyện vừa hay ho vừa hài hước, mang rất là nhiều bài học ý nghĩa. Chắc chắn 100% là tôi sẽ sưu tập đủ bộ của Lớp Học Ám Sát Assassination Classroom này luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới của tôi về Assassination Classroom. Violet. Shousa. Shinai naru Gilberto Shousa.